Xin chào. Ấy, từ từ đã, em có thể giải thích. Thì em cũng là một nàng công chúa mà. Hả? Gì cơ? Em là công chúa và đó là Bi von Swish của tộc Swercrash von Swishes. Chắc là các chị đã nghe qua rồi nhỏ. Sao lại không chứ? Vậy thì em là công chúa gì? Hả? Là sao? Em có tóc ma thuật không? Dạ không. Bàn tay ma thuật? Dạ không. Đồ vật có nói chuyện với em không? Dạ không. Em có bị hạ độc không? Không. Em có bị nguyền rủa không? Không. Bị bắt cóc hay bị nô dịch không? Các chị có ổn không vậy? Em có nên báo công an không? Như vậy không lẽ là em đã thỏa thuận với một phù thủy ở biển sâu thì bà ta lấy đi giọng hát của em để đỏ lấy một đôi chân con người trắng? Hả? Không. Ai đời lại làm như vậy chứ? Em có một đứa hôn chân tình nào chưa? Ghê quá. Em có hay giận ba mình không? Em thậm chí còn chả có mẹ. Tụi chị cũng vậy nè. Và bây giờ là câu hỏi then chốt nhất. Liệu người ta có cho rằng mọi vấn đề của em đều được giải quyết nhờ một chàng to lớn xuất hiện không? Có, nhưng mà nếu có thì sao? Em đúng là một nàng công chúa rồi. Ai may quần áo cho em vậy? Chị chưa thường thấy cái gì giống vậy luôn á. Cái áo này cũ rồi. Chị muốn có một cái quá à. Chị cũng vậy á. Outfit chất nhất đó giờ luôn. Mình cứ muốn một cái như vậy. Mình sẽ nhờ các bạn giúp may giúp mình. Đây là tình yêu. Hoang hô công chúa Vanellope. Nữ hoàng của sự thoải mái. Yeah, Vanellope. Thật sự thì trên cõi đời này chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được mặc cái cái gì nhỉ? À phải rồi, áo thun. Mình đừng mơ rằng sẽ được mặc một chiếc áo. Ủa khoan, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì chị ấy đang hát. Dạ nhưng mà em còn thấy có cả âm nhạc, cả đàn chiếu nữa. Ủa mà các chị cũng thấy đúng không? Đó là điều sẽ xảy ra khi công chúa hát về giấc mơ của mình. Nhưng mà nó chưa bao giờ xảy ra với em cả. Ý là chưa bao giờ luôn á. Sao em không thử hát xem? Về cái mà em thật sự muốn á, hát về nó ấy. Dạ vâng. Mình có thể làm được mà. Để xem. Cái vô lăng. Cái vô lăng. Yes, tôi muốn một cái vô lăng. Wow. Chà, có vẻ có nhiều điều còn phải nói đây. Vậy thì cái vô lăng có phải là một ẩn ý gì không? Không có ẩn ý gì hết trơn á. Thật sự thì em rất thích cái vô lăng á. Em nghĩ cái vấn đề ở đây là do em hát bị lệch tông. Có lẽ là như vậy. Nhưng đôi khi em không thể hát cho tới khi em tới một nơi nào đó để soi mình. Đối với một vài người trong tụi chị thì chị sẽ tìm ra một dạng của nước và nhìn chằm chằm vào nó. Sao? Đúng vậy, chị thích nhìn vào giếng cầu nguyện. Của chị thì là đại dương, mang ngựa, bấm bấm xà bông. Ủa, mấy chị nói nếu như em nhìn vào mặt nước thì sao? Ấy ấy, nè, là nước thật quan trọng. Rồi, nước phải thật quan trọng. Và rồi em nhìn vào cái nước thật quan trọng đó, và bằng một cách thần kỳ nào đó em hát về giấc mơ của em. Đúng rồi á. Em không nghĩ gì đâu, nhưng mà cảm ơn mấy chị.